Những ngày cuối năm, lượng xe vào bến xe miền Đông mới có tăng nhưng vẫn ở mức dưới 50% so với bến xe cũ. Còn ở bên ngoài, các bến xe khách trá hình, đội lốt trạm trung chuyển, bãi đổ xe mọc lên như nấm. Từ khi bến xe miền Đông mới ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động, hàng trăm xe khách đã bỏ bến ra ngoài. Một số không ít tham gia đội xe dù đã làm gia tăng nạn xe dù bến cóc. Các bến xe mini trá hình mọc lên ở nhiều nơi, không chỉ trên các tuyến quốc lộ mà còn ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, như tại đường Lê Hồng Phong quận 10, An Dương Vương quận 5, quốc lộ 13, Nguyễn Xí quận Bình Thạnh, Mai Chí Thọ thành phố Thủ Đức. Theo ghi nhận, bến xe khách trá hình ở số 397 Đinh Bộ Lĩnh, sau một thời gian hoạt động cầm chừng thì nay hoạt động rầm rộ trở lại. Những tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông cũ như Nguyễn Xí, quốc lộ 13 cũng đã mọc lên nhiều bến xe mini, bãi đổ xe máy, phương tiện thi công công trình giao thông ở số 13 đường Nguyễn Xí cũng được sử dụng làm điểm đón trả khách. Anh Nguyễn Bảo Đức, hành khách đang chờ đi xe miền Trung tâm sự, biết đi xe ngoài bến là thiếu an toàn, nhưng lại không phải mất công bắt xe ra bến mới, mà giá vé cũng như khi ra bến. Ông Nguyễn Lâm Hải, phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, các đơn vị vận tải đã lợi dụng kẽ hở pháp luật để lập các trạm trung chuyển, điểm dừng chân, bãi đổ xe, nhưng lại đón trả khách giao nhận hàng hóa thay vì phải vào bến. Chủ xe bỏ bến chuyển ra chạy ngoài không phải vì giá phí vào bến cao mà nhằm né tránh sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, làm gia tăng số lượng xe dù bến cóc trên địa bàn. Điển hình là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải TC đang chạy tuyến Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh.